Các em thân mến, bài hôm nay thầy xin chữa cho các em bài số 4. Đó là bài mà của tiến trình mà chúng ta học. Bài này do nhà trường giao. Thì thầy chữa cho các em để các em về tham khảo, các em học cho tốt. Câu 1 là chúng ta thấy một cái bảng lương như này. Đấy, người ta cho như này. Chúng ta có thể trang trí trình bày vân vân để các em trang trí. Các em chú ý khi chúng ta viết một chữ chạy dài trên một ô thì chúng ta dùng nút trộn để cho cái ô đó được trải dài. Đấy. Khi chữ nó tràn ra thì chúng ta trải dài ra. Chúng ta trình bày như này. Thì bây giờ câu 1 là lương bằng hệ số lương nhân lương cơ bản. Tự nhập số liệu trong ngày công. Đấy. Tự nhập số liệu trong ngày công. Thế thì cái ngày công này để tiêu chí tính hệ số lương hay là chúng ta phân tích là tính ngày công hay sẽ hệ số lương, thì ở đây là điền công là nhóm 31, điền cột dữ liệu phụ cấp nếu công lớn hơn 25, có nghĩa là dùng để cho tiêu chí về câu 2 thôi. Vậy chúng ta sẽ điền vào đây là tự điền nhé, 24 26 25 23 22 24 26 24 25 23. Đấy, có nghĩa là những cái ngày công này thì chúng ta làm trong một tháng, chúng ta trừ những ngày ốm đau chủ nhật đi. Thì bây giờ ta tính lương. Thì cũng như của bài 3 lần trước chúng ta tính, chúng ta sẽ bằng vào đây. Các em lấy hệ số nhân lương cơ bản thì ra lương. Ở đây chúng ta thấy đây là hệ số là nằm bên cột này, ta tính cho bạn lương thiên vương, lương thiên vương ở đây là H6. Vậy chúng ta sẽ bằng hệ số là D8. D8 các em nhân với cho thầy nhân với là đô la H đô la 6. Thì cái cột này nó được fix lại, nó không bị chạy sau khi chúng ta kéo vào đây. Nếu chúng ta cũng nhập ở đây là một cái số thì khi kéo nó cũng chạy xuống cùng, thì nó sẽ ra một câu là không 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 đúng được ở những cái ô tiếp theo. Chúng ta ấn Enter và chúng ta được lương cơ bản là đây. Đấy. Đây lương là 178 ngàn thì chúng ta được là 900. Ở đây nhé, con số này là chúng ta là 178 ngàn đấy nhé. Đấy. Dấu phẩy và chúng ta điền vào đây. Rồi, thế là xong câu 1. Câu 2. Điền dữ liệu cho cột phụ cấp biết rằng ngày công lớn hơn 25. Phụ cấp được thưởng 1 triệu đồng. Ngược lại phụ cấp được thưởng 600 đồng. Câu này chúng ta dùng if bằng if. Nhá, chúng ta chú ý. Ngày công chúng ta lại căn cứ vào ngày công là em mấy nhỉ các em nhỉ? E8 if E8 mà bằng ngày công lớn hay là 25, lớn hơn hoặc bằng 25. Đấy. Thì phụ cấp chúng ta sẽ phẩy vào đây. Chúng ta được 1.000. Tức là được 1.000. Đúng không? Rồi trường hợp còn lại đây, chúng ta kéo rộng này xuống chỗ này chúng ta để phẩy. Rồi ngược lại thì phụ cấp được 600, phẩy còn lại 600. Câu này các em gỡ điểm cho thầy. Enter lại nhá. Rồi chúng ta enter. Đấy. Phụ cấp được 600, tức là 600 chúng ta thêm nữa. Đây 60 thêm một số 0 nữa. Đấy. Và chúng ta mở rộng như thế này. Chúng ta sẽ được như này. Và bạn này 24 công thì được như vậy, kéo xuống đây. Rồi. Chúng ta đã làm xong câu số 2. Câu số 2. Câu số 3 cột thưởng. Ngừng lại phụ cấp bằng 600, cột thưởng bằng 1.000 nếu là chức vụ giám đốc, được 800 ngàn nếu là trưởng phòng, còn lại là 500. Câu này chúng ta cũng dùng if vào đây bằng
ít. Mở ngoặc ra, chúng ta nêu vào cột chức vụ là ô này là ô C8. C8 mà bằng giám đốc phẩy thì sẽ được 100.000 đồng. Trăm ngàn đồng nhé. Rồi nếu trưởng phòng phẩy ít C8 bằng trưởng phòng thì chúng ta sẽ được là 60.000 đồng. À, 80.000 đồng. Còn lại là 50.000 đồng. Đóng ngoặc lại hai cái ít, chúng ta enter. Trưởng phòng đây, trưởng phòng đây. Bỏ bớt một cái sao này. Đó, chúng ta thêm một cái nữa. Đúng, nhà giám đốc đây, ở giám đốc ơi. Thiếu mất một cái đấy. Rồi, bây giờ chúng ta này đi. Cái này thì chúng ta chỉnh lại thôi. Enter. Xong. Chúng ta kéo xuống. Đó, ok. Nào, bây giờ chúng ta làm tiếp câu 4. Nếu chức vụ bằng giám đốc hoặc ngày công lớn hơn 25 thì bảo hiểm bằng 5% lương, còn lại là 15%. Đó. Câu này chúng ta kết hợp hàm O vào đây. Bảo hiểm nhé. Nếu chức vụ bằng giám đốc hoặc công bằng lớn hơn 25. Vậy thì một là giám đốc thì cũng được bảo hiểm 5% lương. Đã đảo bảo hiểm đóng 5% lương hoặc ngày công lớn hơn 25. Vậy trường hợp xảy ra là không là giám đốc nhưng ngày công lớn hơn 25 thì cũng được bảo hiểm như vậy. Còn lại thì chúng ta bằng này. Đấy. Riêng ông giám đốc ông có thể làm thấp hơn 25 mà ông vẫn được. Vậy thì chúng ta sẽ bằng ở đây bằng if mở ngoặc ra nha. Chức vụ bằng giám đốc, chức vụ ở đây chúng ta là C mấy nhỉ, C1, C chúng ta ghi vào đây cho thầy là O C1 bằng giám đốc. Đó. Được chưa các em? Rồi. Phẩy ngày công là mấy nhỉ? Chúng ta nhìn thấy cột ngày công. Đấy. Ở đây là C D E. E. Đó. Ở đây là E mấy? E8. C1 là giám đốc. À, thầy xin lỗi. C8. C8 nhé. C8 này. E8 này. Mà lớn hơn bằng 25. Đóng cái ngoặc này lại. Đây. Cả cái này, cả cái câu này là một câu mệnh đề hợp. Hoặc cái này, hoặc cái kia. Đấy. Thì nó không phải là em. Tức là phải như thế. Chúng ta sẽ phải. Sẽ bảo hiểm là bằng bao nhiêu phần trăm lương? Đấy, phần trăm lương thì cứ theo cột lương thôi, đúng không các em? Bảo hiểm 5% lương, vậy thì chúng ta sẽ bằng
Lương ở đây là chúng ta tính là E này, D, đây là C nhé, C, B, D, E. Vậy chúng ta sẽ là E, đây là E8. Các em nhân với cho thầy là ở đây là bằng bao nhiêu lương nhỉ? Chúng ta lại quay xuống, chúng ta nhìn thấy là bằng 5% lương. Thì các em lấy 5, các em trên 100. Đó. Nhân tử chia mẫu như thế cũng được. Còn lại là bằng E8. E8. Các em nhân với 15%, nhân với 15, chia cho 100. Đóng ngoặc lại cho thầy. Nào, chúng ta xem là giám đốc này, E8 này, E8 không phải E8 lớn hơn, thầy nhầm một tí, C, D, E, và chúng ta phải là F8, nhìn rõ cột như thế. Rồi, chúng ta đây bảo hiểm từng này 45.000 300.000 đồng. Nó kéo xuống như vậy nhá. Thì đây là phần bảo hiểm. Đấy, về giám đốc, những người làm 26. Nếu các em chắc ăn thì các em có thể làm như này. Chúng ta đưa đưa lên trên này. Đưa về đây, chúng ta làm cái này hoặc cái này một tí. Đấy, các em làm cho công thức nó gọn lại đẹp một tí cũng được nha. F8, F8 là lương gần như vậy. Rồi, các em enter cũng vẫn vậy thôi đúng không? Đấy, lương bảo hiểm bằng 100%, tức là ta trừ đi. Vậy thì thực lĩnh của chúng ta phải bằng là lương cộng phụ cấp cộng thưởng trừ bảo hiểm. Thì các em sẽ bằng ở đây lương là F8, F8 chúng ta cộng phụ cấp là G8, chúng ta cộng với thưởng là H8, chúng ta trừ đi bảo hiểm là Y8. Đấy, à, chúng ta sẽ ra kết quả. Đó. Đây là kết quả mà chúng ta tính ra. Còn lương đây là lương cơ bản nếu mà chúng ta nhân tiếp với ngày công. Còn một cái giải pháp nữa đây là người ta làm, nhưng mà nếu như mà chúng ta tính là lương cơ bản nhân ngày công nữa thì chúng ta lại nhân với ngày công sau nhân hệ số. Đó, thì ra lương. Ví dụ thầy đang tình huống 2, chúng ta đang ghi tình huống 2 theo câu hỏi thôi, các bạn sẽ hỏi lại người ta. Hai, lương cơ bản, nhân với ngày công ta nhân ngày công, xong các bạn nhân cho thầy hệ số. Rồi, thì chúng ta nhân vào đây thì chúng ta cũng được đúng không? Ta sẽ sửa lại câu này bằng cách thứ hai, sửa nhá. Sau khi kết quả như này rồi mà không tính đến ngày công thì đây là vẫn đi làm trong cơ quan nhà nước thì nó xảy ra tình trạng này, nhưng mà nếu làm ở doanh nghiệp ngoài thì phải bằng cái này. Đấy, xong các em phải nhân với nữa là nhân với ngày công. Ngày công là e mấy nhỉ? E8. E8. Đấy, thì nó mới ra công cao được. Đấy, lúc này ta kéo xuống. Đấy, thì tất cả bài toán của chúng ta là đến đây.
Đấy là thầy đã giải xong cái bài này. Chúc các em xem bài tốt nhá. Thực lĩnh thì người này được giám đốc 21 triệu vân vân, thì nghe nó có vẻ đúng hơn. Và nhân với ngày công làm, sau đó ngân nhân với hệ số lương chúng ta được này. Đó. Tình huống 2 là lương lương cơ bản nhân này thì bằng với cái này là bằng lương chính, đây là lương chính bằng như vậy. Thì chúng ta xảy ra tình huống 2 thì các em chỉ vào đây, các em chỉ cần lấy D8 ngày công nhân hệ số lương nhân với lương cơ bản. Đấy, thì ra đây. Thì đây là phần thống kê đã xong. Chúc các em theo dõi thật kỹ nhé. Tại sao thầy có đô la đây là chặn để cho cái lương cơ bản luôn luôn cố định, không bị thay đổi. Đấy. Cái ô mà chứa cái lương cơ bản này luôn không bị thay đổi. Chúc các em học tốt.